Được đánh giá là ngôi sao kinh tế mới ở Đông Nam Á, Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây và tiềm năng thị trường rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, điện gia dụng. Theo thống kê của Bộ Công Thương, ngành điện tử Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng. Tại triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam IEEE vừa được tổ chức tại Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu nhóm hàng này lần lượt đạt 52,8 tỷ đô la Mỹ và 79,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu và hơn 28% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Tại triển lãm lần này, gần 300 doanh nghiệp không chỉ mang đến những sản phẩm với công nghệ mới nhất mà còn có dịp trao đổi và hợp tác chuyên sâu với các đối tác cùng khám phá các cơ hội thị trường mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành. Các công nghệ tiên tiến và sản phẩm sáng tạo, thiết kế thông minh, điện tử tiêu dùng, điện tử di động, máy tính và linh kiện máy tính, phụ kiện và linh kiện điện tử được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm đã góp phần khơi dậy sức sống của thị trường điện tử Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này.